mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Một hôm, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện Chúa Giêsu trừ tên quỷ câm để phục hồi một người bị quỷ ám và làm cho người này mạnh khỏe trở lại đã làm cho nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng, vẫn có những người kém lòng tin, không nhìn nhận quyền năng thần linh của Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa. Họ cho rằng Chúa làm được điều ấy là nhờ vào sức mạnh của quỷ vương Bê-en-dê-bút. Qua sự việc này, chúng ta có thể nhận thấy hai bài học quý giá sau. Bài học thứ nhất, khi bị ma quỷ thống lĩnh, con người hoàn toàn bị chúng khuất phục, đến độ không còn có thể nói tiếng nói của mình, trở nên câm nín, bất lực. Từ đó con người chỉ làm theo sự điều khiển của ma quỷ. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã giúp chúng ta đánh bại ma quỷ. Chúa đã đuổi chúng ta khỏi con người và phục hồi con người trở lại tình trạng tốt lành thuở ban đầu. Nhờ sự trợ giúp của Chúa, con người có thể tìm lại chính mình và có thể cao rao tình yêu thương mà Chúa đã làm cho anh chị em mình, để mọi người có thể nhận biết Chúa là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Bài học thứ hai, mặc dù chứng kiến những việc tốt lành và quyền năng siêu phàm của Chúa Giêsu, nhưng nhiều người Do Thái vẫn khước từ và không dám nhìn nhận Chúa là Đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Lý do căn bản của việc khước từ là vì họ quá kém lòng tin, vì họ chỉ dựa vào phán đoán phàm tục, cho rằng Chúa Giêsu sinh ra trong gia đình có cha có mẹ nhân loại nghèo hèn. Điều này làm lòng tin của họ bị suy yếu. Ngày nay cũng vậy.
Thiên Chúa vẫn yêu thương và tỏ bày sức mạnh tình yêu của Ngài cho nhân loại qua biết bao con người tầm thường, nhưng lại có cuộc sống trong sạch và can đảm làm chứng cho sự thật, cho tình yêu của Chúa qua việc sẻ chia tình cảm và của cải vật chất với anh chị em túng nghèo. Nhưng nhiều người đã không nhận ra chân lý ấy nơi những con người này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận thấy rằng nhiều khi chúng con bị câm nín, không thể nói lên sự thật, không thể nói lời yêu thương, an ủi và khích lệ với người khác. Đó là lúc chúng con đang bị ma quỷ chế ngự. Xin Chúa chữa lành và xua trừ ma quỷ khỏi trí lòng chúng con. Nhờ đó, chúng con can đảm sống cho Chúa và rao truyền tình thương Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.